Xin chào cả nhà, rất vui gặp lại cả nhà trong video hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về cái đường vành đai 2. Thì như chúng ta đã biết, cái đường vành đai 2 này thì nó đã được lên kế hoạch là chắc khoảng hơn 20 năm rồi. Nhưng mà thật sự thì đến ngày hôm nay nó vẫn chưa được khép kín. Hôm nay chúng ta sẽ bàn kỹ về cái đường vành đai 2 này, cái đoạn nào đã làm xong và cái đoạn nào là chưa làm xong. Thì toàn tuyến của cái đường vành đai 2 này là khoảng 70 km. Nó bắt đầu từ nút giao Gò Dưa. Thì nó sẽ đi qua xa lộ Đại Hàng, như là cái hình như là cái đường màu đỏ này. Thì cái phạm vi chỗ này là quận 12. Sau đó đi qua ngã tư An Sương rồi Tân Tạo. Thì cái xa lộ Đại Hàng là tên cũ ngày xưa, bây giờ là quốc lộ 1A. Thì coi như con đường này đã hoàn thành. Chỉ chạy tới cái đoạn này là đang chờ nâng cấp đường lên và làm một đoạn đường mới. Thì đường Hồ Học Lãm này là nối với cái đường quốc lộ 1 chỗ này và cắt ngang đường Võ Văn Kiệt và đi đến cái bến phà Phú Định. Đây là nguyên tuyến đường Hồ Học Lãm, tương lai sẽ được mở rộng lên và xây một cái cầu. Cái cầu này có thể gọi là cầu Phú Định luôn. Để nó bắt qua bên cái đường Trịnh Quang Nghị. Thì chắc là con đường Trịnh Quang Nghị này cũng phải được nâng cấp lên. Đó, đây chính là cái đoạn mà đang chờ nâng cấp và xây mới cầu Phú Định. Đây là cái chỗ có thể được gọi là chưa hoàn thành nè. Rồi. Tiếp đó là tới cái đoạn nối chỗ đường Nguyễn Văn Linh với Trịnh Quang Nghị. Thì nguyên cái tuyến đường Nguyễn Văn Linh này thì coi như đã hoàn thành rồi. Ra tới cầu Phú Mỹ nè. Đó, thì coi như toàn tuyến Nguyễn Văn Linh này là ok. Đã xong. Xong kế tiếp là tới cái đoạn Xanh Dương này là của Võ Chí Công. Thì Võ Chí Công này hiện tại thì cũng có thể gọi là tạm là ok. Nhưng mà nó vẫn đang chưa có đáp ứng được. Nó vẫn còn kẹt xe nhiều, nhất là ở chỗ vòng xoay Mỹ Thủy là chỗ này. Vòng xoay Mỹ Thủy thì hôm trước mình cũng có review rồi, họ làm được thêm một cái cầu Mỹ Thủy 3 là cái đoạn ở giữa cầu Mỹ Thủy 1 và Mỹ Thủy 2. Cái này thì có thể gọi là chữa cháy thôi, chứ nó thật sự là nó chưa hoàn chỉnh. Thì coi như cái đường Võ Chí Công là cũng tạm ổn, chờ nâng cấp thêm. Rồi tới cái đoạn tím này. Cái đoạn tím này là cắt ngang cái cao tốc Long Thành Dầu Dây. Thì tới cái chỗ này là hiện tại là đang đứng ở đây. Thì coi như là cái tuyến vành đai 2 á, là nó bị đứng từ cái chỗ cầu Phú Hữu này. Nó dài lên cho tới cái nút giao với Gò Dưa, cầu vượt Gò Dưa. Tức là nguyên cái đoạn này là chưa làm gì hết nè. Đó, từ cái cầu Phú Hữu cho đến cầu vượt Gò Dưa. Là nguyên đoạn này là hiện tại là đang dậm chân tại chỗ suốt gần một chục năm nay. Rồi bây giờ mời cả nhà xem bên bản đồ vệ tinh. Thì những cái đoạn mình vẽ đây là những cái đoạn chưa hoàn thành. Đó. Thì chúng ta sẽ bàn về những cái đoạn này, tại sao mà tới giờ này vẫn chưa xong. Đây, bây giờ mình bắt đầu từ nói từ cái đoạn đầu tiên đi, từ cái cầu vượt Gò Dưa. Thì đây, điểm đầu tiên mình vẽ đây, đây chỗ này gọi là cầu vượt Gò Dưa. Cái đường này là xa lộ Đại Hàng. Cái đường nhỏ này là đường Gò Dưa. Chỗ này thuộc là phường Tam Bình nè ha. Thì nó bắt đầu từ cái chân cầu vượt. Thì nó đi cắt ngang cái đường Tam Bình. Hiện trạng thì họ cũng đã giải tỏa mặt bằng rồi, nhưng mà vẫn đứng im tới hôm nay. Đây, cái đường nó sẽ đi ngang, cắt ngang cái đường Tam Bình ha. Rồi, nó đi xuống đây là nó cắt ngang cái chỗ này là cái đường Linh Đông và cái đường Phạm Văn Đồng. Thì cái đoạn 1, người ta nói là cái đoạn 1 là cái đoạn này, cái đoạn vàng nè, mình vẽ nè. Thì nó chỉ có là khoảng 2.7 km. Xong tiếp tục mình coi tới cái đoạn thứ hai nha. Thì cái đoạn thứ hai thì tiếp tục là tại cái đường Phạm Văn Đồng này.
nó cắt thẳng cho đến ngã tư Bình Thái, tức nghĩa là nó nằm giữa cái ngã tư nè với cái chỗ ngã ba với Đặng Văn Bi, nó đậm ra ngay chỗ này và nó cắt ngang đường số 4 nè ha, nó gần đường Đặng Văn Bi. Thì cái đoạn này nó chỉ có 2 km, sau đó là bắt đầu tại cái xa lộ Hà Nội nè, chỗ này là ngã tư Bình Thái, xa lộ Hà Nội, nó sẽ chạy vào, nó cắt với cái đường số 8, tức là tương lai sẽ nâng cấp cái đường số 8 này lên thành cái đường vành đai 2 đó. Từ xa lộ Hà Nội nè, nó vào đường số 8, rồi nó lấy nguyên cái đường số 8 đó, nó cắt ngang cái ngã tư với đường Tăng Nhân Phú, sau đó là nó cắt ngang với đường Dương Đình Hội này, rồi nó đi thẳng ra cái chân cầu Phú Hữu, hiện tại đang bị dở dang chỗ này đó, là nó nhập vô cầu Phú Hữu. Cầu Phú Hữu là bắt ngang cái rạch Rạch Chiếc đó, thì toàn cái tuyến mà màu đỏ này thì nó là 3.8 km. Như vậy là từ Gò Dưa đến chân cầu Phú Hữu này là khoảng 8.5 km, tức nghĩa là cái đoạn dở dang này hiện tại là 8 cây số rưỡi. Rồi mình tiếp tục qua cái cầu Phú Hữu thì là bắt đầu của đường Võ Chí Công. Thì đường Võ Chí Công này nó chạy dài ra tới cầu Phú Mỹ. Thì hiện tại thì con đường Võ Chí Công này cũng tạm giải quyết được xe, nhưng mà hiện tại thì nó cũng là gọi là khá nhỏ, mỗi bên chỉ có 2 làn xe lớn thôi. Thì tương lai họ sẽ nâng cấp lên thành 6 đến 10 làn xe, tận dụng cái đoạn ở giữa nè. Họ sẽ quy hoạch thành đường luôn. Và nhất là cái vòng xoay Mỹ Thủy này, nghe nói là tương lai thì cái vòng xoay Mỹ Thủy này sẽ được nâng cấp lên thành 4 tầng. Nhưng mà hiện tại thì chỉ có 3 tầng thôi. Rồi mình tiếp tục qua cái cầu Phú Mỹ này ha, thì nó sẽ đâm ra đường Nguyễn Văn Linh. Đây, con đường lớn này là đường Nguyễn Văn Linh nè. Thì coi như là cái đường Nguyễn Văn Linh này là ok rồi, tốt rồi. Thì đường Nguyễn Văn Linh chạy tới đây là gặp đường Trịnh Quang Nghị. Thì lúc đầu á, họ định lấy cái đường trọn cái tuyến Nguyễn Văn Linh này luôn, chạy ra tới cắt ngang với quốc lộ 1 để làm cái tuyến vành đai này luôn. Nhưng mà sau đó thì họ thấy hơi bất tiện, tức là nó hơi đánh một vòng hơi xa, thì cuối cùng là họ sẽ quy hoạch nâng cấp hai con đường cắt ngang này là con đường Trịnh Quang Nghị và con đường Hồ Học Lãm. Hai con đường này cộng lại là khoảng 5.3 km. Rồi vậy nói tóm lại, trước mắt là chúng ta có 8 cây số rưỡi này cần phải hoàn thiện để mà khép kín cái đường vành đai 2, và thêm 5.3 km của hai con đường này thì cái tuyến vành đai 2 này sẽ hoàn chỉnh. Giờ thì mời cả nhà cùng xem lại các cái đoạn đường đang bị dở dang. Đây ba cái đoạn này là cần thiết nhất mà báo chí nhắc hoài này, là chỉ có là ba đoạn này cộng lại chỉ có 8 cây số rưỡi, 20 năm rồi chưa làm được. Và cái đoạn đường này, đoạn đường này là 5.3 km, gồm hai con đường và một cây cầu. Cảm ơn cả nhà đã xem và hẹn gặp lại cả nhà trong video kế tiếp. Mình sẽ giới thiệu tiếp những cái bản đồ quy hoạch định hướng đến năm 2025 của thành phố Hồ Chí Minh.